Nguyễn Phúc Long có lẽ là đã báo bi ba sắt băng rồi các bạn ơi. Cái này quen lắm này, cái hình ảnh này quen lắm đây này. Nhưng vừa rồi em dùng đầu đến gạt không? Vâng. Anh cho em trả lời. Vâng, và chúng ta cùng nhau đến với rách thi đấu thứ 5. Tỷ số đang là 3-1 người với anh Nguyễn Phúc Long. Đây rồi, ăn được con bi số 1. Kìm được con bi cái khá hay nha, nhưng mà bây giờ thì ra cái đường khó rồi. Thôi thì đánh con 2 sau bên kia, con cái va vào con đầu con bi số 7 và hai con bi bị đuôi nhau bởi con bi số 3 cũng được. Con này mà ghép luôn thì hơi phiêu. Để xem Phúc Long chọn đường gì. Vâng, như vậy là một cái đường gạt mỏng. Có lẽ là chưa đủ. Bởi vì bây giờ Quốc Hoàng cũng có thể có cái phương án chạy đạn y hệt nếu như còn má mỏng vào con bi số 2. Vâng, vậy quyết định dúi con bi số 3 vào. Cú này thì hơi khó để chạy đạn với kiểu đặt bi rồi sượt mỏng 2. Với Phúc Long có lẽ đã báo ba bi ba sắt băng. Rồi các bạn ơi. Cái này quen lắm này, cái hình ảnh này quen lắm đây này. Vâng, như vậy nhốt con bi số 9 vào cùng. Rất khó ạ. Bây giờ chỉ đơn giản là cuộc thi xem là ai đủ 3 lỗi trước thôi. Chúng ta ngồi như các bạn ngồi phía sau màn ảnh, các bạn cũng sẽ không biết được cái câu chuyện ở trên bàn thi đấu nó là như thế nào. Vâng, như vậy quyết định không gỡ 27. Như vậy là lỗi 2 từ cho anh Long. Con bi số 2 này thì vẫn chưa sát băng. Một đường gạt mỏng. Một đường gạt mỏng thôi. Quan trọng là con bi chủ nó không quan trọng con bi chủ cho lắm. Chỉ lực nhẹ thôi, bi số 2 chạm băng là được.
Vâng, như vậy và vẫn chạm được quả bình số 2. Và thậm chí còn đùi lại luôn. Rất tốt đến từ anh Nguyễn Phúc Long. Rồi, vẫn chưa thể có đường tự nhiên cho bì số 2 này dành cho cả hai cơ thủ sau những cái lượt thi đấu vừa rồi. Vâng, đường chạy đạn rất hay. Lực phải nói là cực kỳ chuẩn chỉnh đến từ Nguyễn Phúc Long. Vâng, như vậy một cú nhảy đến từ anh Hoàng. Có lẽ là chuẩn bị ra phơi con hai này. Vâng, như vậy là chơi luôn, tuy nhiên thì không ra thuận lợi con bì số 3. Có lẽ sẽ một cái cú thủ ra sau con bì số 6. Vâng, lực rất tốt. Tôi vừa xem lại cái tình huống mà cơ thủ Nguyễn Phúc Long thắc mắc rồi. Thì Dương Quốc Hoàng có kéo con bi chủ về và không biết là cái con bi chủ nó có chạm vào phần đầu tẩy của Dương Quốc Hoàng hay không. Các bạn có thể tua lại và xem. Cái thời điểm khi mà anh Dương Quốc Hoàng muốn đưa con 9 vào. Ôi lỗi rồi. Đã lỗi đến từ Dương Quốc Hoàng. Ơ cái gì đây? Ồ. Như vậy là có lẽ là đường có bị số 5 nó bị nó không còn vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của các bạn nữa. Mà buộc phải đưa ra phương án là ghép 58 trong tình huống vừa rồi. Tình huống này khả năng cao là vẫn có thể ghép được. Chẳng qua là con bi chủ cái đường đi của nó hơi dài. Cũng trong ván đấu này các bạn tua lại đâu đấy cái đoạn chạy đạn con 9 với con 2 gì đấy thôi.
Cái việc mà một tay cơ khiếu nại thắc mắc thì nói thật với các bạn nó là chuyện bình thường của bia, chả có vấn đề gì cả. Còn tất nhiên rồi, quyết định cuối cùng là quyết định của trọng tài. Một con bi chín cuối cùng rất là dễ và sẽ là 4-1 dành cho anh. Chính xác, 4-1.